Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10, 2019. Trà My kính chào quý vị. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc hiếp đáp Việt Nam. Thêm một giới chức tử vong vì rơi từ lầu 8. Nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn bị câu lưu. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Tổng thống Mỹ Mike Pence tố cáo cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc gây mất ổn định cho khu vực trong năm qua. Trong bài phát biểu bao quát về các mối quan hệ Mỹ-Trung hôm 24 tháng 10 tại trung tâm Woodrow Wilson, tổ chức nghiên cứu tư vấn phi đảng phái, ông Pence tố cáo Bắc Kinh nói một đằng làm một nẻo vì sau khi tuyên bố tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc năm 2015 rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông, Trung Quốc sau đó đã triển khai phi đạn tiên tiến, chống hạm và đối không tới các căn cứ quân sự được xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông Pence chỉ trích Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu, ngăn cản Hà Nội khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của Việt Nam và gia tăng sử dụng những tàu mà họ nói là của dân quân biển để thường xuyên dọa nạt các thủy thủ và ngư dân Philippines cũng như Malaysia. Ngoài ra, ông cũng đề cập tới các vấn đề khác liên quan tới Trung Quốc như vấn đề Đài Loan và Hồng Kông và cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang kéo dài. Phó Tổng thống Mỹ nói, Washington không tìm cách kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc mà mưu tìm các quan hệ có tính xây dựng. Vẫn theo lời ông, người Mỹ tin rằng Mỹ-Trung có thể chia sẻ một tương lai hòa bình và thịnh vượng, nhưng chỉ có đối thoại thành thật và thương thuyết với thiện chí mới có thể biến tương lai ấy thành hiện thực. Thêm một giới chức tử vong hôm 25 tháng 10 vì ngã từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 của một khách sạn ở thành phố Vinh. Giữa lúc dư luận chưa hết xôn xao về cái chết của Thứ trưởng Giáo dục Đào tạo Lê Hải An, được cho là ngã từ lầu 8 của trụ sở Bộ Giáo dục Đào tạo ở Hà Nội hôm 17 tháng 10. Báo Tuổi Trẻ và Lao động loan tin, Phó phòng kế toán của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ông Phạm Công Tho, được phát hiện tử vong tại khách sạn ở đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Báo Lao động dẫn lời ông Phạm Hữu Truyền, hiệu phó trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xác nhận, ông Phạm Công Tho, 41 tuổi, làm việc ở trường này đã lâu và không có biểu hiện gì bất thường trong thời gian gần đây. Hai ca tử vong trong các điều kiện tương tự của hai giới chức ngành giáo dục, trạc 40 tuổi, cách nhau vài ngày, tại hai thành phố khác nhau, đã gây nhiều chú ý. Nhà chức trách cho biết đang điều tra về hai ca thiệt mạng này. Nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn, người cổ súy ôn hòa cho môi trường và nhân quyền, vừa bị an ninh Việt Nam tạm giữ hôm 25 tháng 10. Nhiều nhà hoạt động trong nước loan tin trên mạng xã hội rằng lúc 11h30 ngày 25 tháng 10, an ninh đưa ông Thịnh tới xưởng vẽ của ông trên đường Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, ép ông mở cổng để vào xưởng vẽ trước khi giải ông đi. Đến 18h30 cùng ngày, ông Thịnh được trả tự do, các nhà hoạt động cho biết. Ông Thịnh Nguyễn, 38 tuổi, tên thật Nguyễn Trường Thịnh, chuyên đi chụp ảnh quay phim về thực trạng Việt Nam rồi phổ biến rộng rãi trên trang Facebook mang tên Chuyện của Thịnh. Tôi xin hỏi quý ông quý bà, phải tĩnh tâm lại để mà chỉ đạo. Nhà hoạt động nổi tiếng Phạm Đoan Trang chia sẻ trên Facebook rằng từ năm 2015, ông Thịnh là thành viên rất tích cực của nhóm Green Trees, trước đó có tên là Vì một Hà Nội Xanh, một nhóm xã hội dân sự bảo vệ môi trường. Theo bà Đoan Trang, nhiều khả năng ông Thịnh bị câu lưu vì vai trò trong hoạt động sản xuất phim Đừng Sợ, được nhóm Green Trees công bố hồi tháng 3 năm nay. Đây là phim tài liệu đầu tiên về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc chuyên trách châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói Việt Nam không có lý do chính đáng để bắt ông Thịnh chỉ vì ông cổ súy một cách ôn hòa cho môi trường và nhân quyền và rằng vụ việc hôm 25 tháng 10 cho thấy Hà Nội hoàn toàn không dung thứ bất kỳ hình thức chỉ trích nào. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Trên con đường đi vào Dinh Một, tức Dinh Bảo Đại của thành phố Đà Lạt, có ngôi nhà nguyện dòng Franciscan, vẫn còn đó những đường khói khỏe khoắn, những bức tường điểm xuyến bằng đá chẻ và vòm cổng thâm niên. Vẫn đó mái ngói sủi rêu qua thời gian và những lối đi mọc đầy cỏ dại, ông Hà, người dân gốc Đà Lạt, kể.
Các sơ của dòng tu Franciscan đã lập ra một cái cũng trường học cũng lấy tên là San Franciscan, là chỉ dùng dành riêng cho nữ sinh mà thôi. Sau năm 1975, nơi đây lần lượt là trường bổ túc văn hóa, khách sạn, sau đó lại chuyển sang làm trường học. Và từ năm 2000, nơi đây hoang phế với những cánh cửa gỗ bong tróc, tất cả ẩm ướt và chìm sâu trong một màn tối của cánh đồi nhọc nhằn, gánh trên mình một phế tích khó minh định lai lịch. Ông Hưng, người sống gần đó, kể. Không có, cái thời kỳ trước một số cái nhân viên khách sạn ở có mấy cái phòng cạnh đó thôi. Nhân viên của nhà nước á, sau này á, chứ không phải là nhân viên kiểu như là của nhà thờ đâu, người của nhà thờ đâu. Họ gọi cái nhà thờ đó là cái gì nhỉ? Franciscan à. Lớp trầm tích của thời gian với mái ngói phủ rêu, những dải hành lang vắng ngắt, lối đi mọc đầy cỏ dại cùng lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung Cổ. Cảnh hoang tàn của ngôi nhà nguyện cùng khu trường dòng ẩn mật và hiu quạnh khiến những cư dân gốc Đà Lạt như ông Hà rất buồn. Tôi rất yêu chỗ đó bởi vì họ có một lớp kiến trúc y chang như là của Gothic, của Hy Lạp, của La Mã đó. Nhưng mà sau này thì bao nhiêu lần trở về Đà Lạt, tôi có đến tàu đấy nhưng mà giờ nó rất là hoang tàn. Dấu tích còn lại của một công trình tôn giáo là bức tượng Đức Mẹ phía bên hông nhà nguyện. Đã lâu lắm rồi, nơi đây không còn tiếng chuông ngân nga trên đồi sương và những buổi kinh nguyện trên môi những nữ tu đồng trinh. Những khung vòm cửa như đôi mắt tu viện vẫn nhìn ra ngọn đồi để kể với lữ khách những câu chuyện bể dâu. Ở Sài Gòn hiện vẫn còn có vài nơi bày bán thịt chó như một thứ thực phẩm. Cũng có người mua về nhà để tự chế biến món ăn và nhiều hơn vẫn là các hàng quán chuyên món thịt chó hay còn gọi là thịt cầy. Một số dân nhậu tìm đến các quán đó như món khoái khẩu. Thế nhưng cũng có người như ông Tuấn nói rằng nên từ bỏ thói quen này. Thịt chó là coi như nếu mà đứng trên dân nhậu á, thì người ta nói là tốt. Bây giờ nhiều người rất là thích thịt chó, nhưng mà đứng trên cái vấn đề mà xã hội bây giờ thì không nên. Tại vì coi như thịt chó là coi như là nó là những cái loài vật trung thành mà mình đi ăn nó thì coi như là nó phản cái tính nhân văn của người Việt Nam mình quá. So trước đây thì các quán chuyên bán các món thịt chó ở Sài Gòn đã giảm nhiều. Chính quyền vẫn mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi người dân từ bỏ thói quen dùng thịt chó, nguồn chó để cung cấp cho các hàng quán, chủ yếu là từ các thương lái nhiều nơi mang đến, không qua yêu cầu kiểm dịch. Do đó, như nhận xét của ông Cơ thì không nên ăn thịt chó. Chó không ăn nữa. Bị ăn cái đó bình người ta ăn, người ta trúng bình nhiều lắm, chết. Nó dơ lắm. Khi nó là thuốc chết rồi là mình ăn trúng cái đó vô mình bị bệnh. Ông Cơ nói rằng hồi trẻ ông cũng nhậu thịt chó, còn giờ nghe nhiều vụ chó bị đánh thuốc chết, ông rất sợ. Tôi muốn nói những người mà đang thịt chó nó nên giảm đừng ăn đó. Ăn thịt chó đâu có tốt đâu. Việc hưởng ứng lời kêu gọi không ăn thịt chó từ nhà chức trách của người dân ở Sài Gòn như ông Tuấn, ông Cơ đang rất cần những đợt truyền thông liên tục trong cộng đồng cư dân về từ bỏ dần thói quen dùng thịt chó làm thực phẩm. Và ngay bây giờ là phần tin thế giới. Hoa Kỳ nên nhìn vào các vấn đề nội địa của mình như bạo lực súng ống hơn là chĩa mũi dùi sang Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 25 tháng 10 phản pháo lại bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Trung Quốc. Ông Pence hôm 24 tháng 10 tố cáo Trung Quốc tước đoạt các quyền tự do ở Hồng Kông và đồng thời cũng phê phán công ty Nike và Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ hùa theo Bắc Kinh khi không tán thành tự do ngôn luận. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ chứa đầy những sự dối trá và định kiến khiến Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Bà Hoa nói Bắc Kinh sẽ không cho phép các lực lượng bên ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ của họ về vấn đề Hồng Kông, Đài Loan hay Tân Cương. Hai thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ yêu cầu các giới chức tình báo điều tra ứng dụng máy tính phổ biến của Trung Quốc mang tên TikTok
vì nghi rằng ứng dụng này là một nguy cơ khả dĩ cho an ninh quốc gia. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton gửi thư tới quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Roger McGuire nêu dõi một quan ngại về TikTok ngày càng tăng. TikTok cho phép người dùng đăng các video ngắn và chia sẻ trên mạng. Máy chủ của TikTok đã ở Mỹ và các nước khác, nhưng các máy chủ này thuộc sở hữu của công ty ByteDance, trụ sở Bắc Kinh. Một phát ngôn nhân của TikTok nói với Reuters rằng Trung Quốc không có thẩm quyền tài phán đối với TikTok vì dịch vụ TikTok không có ở thị trường Trung Quốc, đồng thời cũng bác các cáo giác về chuyện kiểm duyệt. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc hôm 25 tháng 10 cho hay Triều Tiên đề nghị Seoul thảo luận về chuyện tháo dỡ các cơ sở của Hàn Quốc ra khỏi khu nghỉ mát núi Kim Cương của Triều Tiên, một dấu hiệu chứng tỏ sự hợp tác. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói các cơ sở tụt hậu và xuống cấp của Hàn Quốc ở khu nghỉ mát của miền Bắc nên được tháo dỡ và xây lại cho hiện đại, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 23 tháng 10. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gửi thông báo tới Bộ sáng ngày 25 tháng 10 tìm cách thảo luận vấn đề thông qua việc trao đổi tài liệu. Bộ nói sẽ tham vấn với các cơ quan liên quan và hồi đáp theo cách phù hợp với việc bảo vệ quyền sở hữu của nhân dân Hàn Quốc. Núi Kim Cương là một trong hai dự án kinh tế liên triều quan trọng cùng với khu công nghiệp Kaesong và cũng là yếu tố quan trọng trong sự hợp tác giữa hai miền Nam Bắc trong nhiều chục năm thù nghịch nhau sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Cảnh sát Anh điều tra vụ án 39 người chết trong thùng xe tải loan báo, bắt giữ hai nghi can bị tình nghi buôn người hôm 25 tháng 10. Thi thể của 31 đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện hôm 23 tháng 10 ở khu vực Essex gần thủ đô Anh Quốc. Một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ bị bắt ở Tây Bắc nước Anh vì bị nghi đồng lõa buôn người và sát nhân. Cảnh sát Anh cho hay họ tin là các nạn nhân là công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói đã gửi người tới Essex tìm hiểu sự việc trong khi Bắc Kinh kêu gọi Anh nghiêm trị những ai liên quan. Tài xế xe tải 25 tuổi đang bị thẩm vấn như một nghi can giết người. Chiếc xe này đi từ cảng Jedburgh của Bỉ tới Anh. Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc ngày 25 tháng 10 đăng bài xã luận nói Anh phải chịu một phần trách nhiệm đối với những cái chết này. Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria với lực lượng cơ giới hóa để ngăn không cho các tay súng nhà nước Hồi giáo tiếp cận các mỏ dầu và các nguồn doanh thu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố hôm 25 tháng 10, ông Esper không cho biết hiện có bao nhiêu lực lượng tại khu vực hoặc bao nhiêu binh sĩ tăng cường sẽ được phái tới. Bất kỳ sự hiện diện quân sự đáng kể nào của Mỹ trên thực địa sẽ phải được bảo vệ thích ứng trước sự tấn công khả dĩ, đặc biệt tại các khu vực dầu mỏ của Syria vốn có thể trở thành mục tiêu không chỉ của nhà nước Hồi giáo mà còn của các lực lượng được Iran hay Nga hậu thuẫn đang hoạt động tại nước này. Khoảng trống từ việc Mỹ rút quân một phần đã tạo ra khe hở mà Nga tận dụng bằng cách đưa lực lượng vào khu vực. Một nhóm các chuyên gia võ thuật ngày 23 tháng 10 đã phá kỷ lục Guinness thế giới về số người nằm trên các tấm ván đinh xếp lớp nhiều tầng. Đội võ thuật 9 thành viên do võ sư Vishy Karadi dẫn đầu nằm chồng lên nhau giữa các lớp đinh dày từ 10 đến 15cm trước sự chứng kiến của các khán giả. Võ sư Karadi nằm lớp dưới cùng. Nhóm của võ sư Karadi đã phá kỷ lục do chính họ lập ra vào năm ngoái với 8 người tham gia. Võ sư Karadi cũng lập một kỷ lục dùng cổ bẻ nhiều thanh sắt nhất. Trong vòng 1 phút, ông bẻ cong 21 thanh sắt thành góc 90 độ. Cái vỗ của tôi thì nó xây cao khoảng 19 phút. Mới đầu thì cảm thấy nó hơi cao, nhưng mà ở thì nó thoải mái hơn. Trên cao thì gió mái nhiều, mũi mòng thì ít. Ông Nguyễn Văn Tâm là một ngư phủ người Việt. Ông cùng vợ sinh sống tại Burras, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ đã nhiều năm nay. Nhưng đây mới là năm thứ hai ông Tâm sống trên ngôi nhà sàn này. Ở đây chỉ có hai vợ chồng thôi, con cái thì ở xa hết rồi. Ngoài trừ việc được những cây cột bê tông đẩy cao lên 6 mét so với mặt đất, ngôi nhà của ông Tâm không có gì khác một ngôi nhà bình thường. Thậm chí hai vợ chồng còn tranh thủ trồng thêm những loại cây ăn trái sau vườn nhà. Lên xuống cầu thang mỗi ngày không phải là vấn đề với gia đình ông. Mà nếu nó có là vấn đề, thì chiếc thang máy lắp bên hiên nhà sẽ giải quyết. Ở trên cao đến 100%, ở dưới chỉ được 50% thôi. Tức là cái sự thoải mái của mình á.
Nhưng ngôi nhà sàn của ông Tâm không phải được xây cho vui. Nó là cách để nhiều người dân nơi đây sống chung với bão. Louisiana nổi tiếng với những vùng đầm lầy rộng lớn và cũng là một trong những vùng đất biến mất do nước biển nhanh nhất trên thế giới. Người dân nơi đây, đặc biệt ở khu vực phía Nam, đã quá quen với bão lụt hàng năm. Trận bão Katrina cho tới giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của ông Tâm. Nhà của tôi đi về, khi mà đi về tới cái nhà này á, chỉ còn cái sân thôi. Còn cái nền nó già thôi. Chứ còn cái nhà nó dồn lại thành một cục. Đóng này là 4 năm cái nhà nó dồn rồi bị xấy, bão xấy là một cục luôn. Nhằm hỗ trợ những người dân bị thiệt hại sau bão, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA cung cấp ngân khoản để giúp người dân sửa chữa, xây mới nhà sau bão lụt. Ông Tâm được FEMA hỗ trợ 250.000 đô la để xây ngôi nhà sàn này. Với điều kiện ngôi nhà được xây theo tiêu chuẩn chống lụt và ông phải sống tại đây đủ 5 năm. Mà nếu trường hợp mình trong vòng dưới 5 năm mà mình bỏ, mình đi, mình không ở đây thì nhà nước sẽ đòi lại tất cả những cái tiền mà người ta sẽ giúp cho mình đó. Trên thực tế, những chiếc nhà sàn này đã xuất hiện tại vùng Tây Nam Louisiana từ đầu những năm 90. Nhưng phải đến sau cơn bão Katrina và Kita cách đây 14 năm thì số lượng những ngôi nhà như thế này mới nở rộ. Tuy nhiên, theo ông Tâm cho biết, không có nhiều người Việt thích sống trong những ngôi nhà giống như thế này. Một phần vì không quen, phần vì lo sợ, nhà càng cao thì càng dễ bị bão thổi bay. Trước đây, miền Nam Louisiana là nơi tập trung nhiều người Việt, chủ yếu sinh sống bằng nghề trái lưới. Nhưng sau trận bão Katrina, nhiều người đã không còn mặn mà với vùng đất khắc nghiệt này. Phần lớn chỉ có những người lớn tuổi như ông Tâm trụ lại. Năm nào cũng bão, nhưng mà cuộc sống người ta sống vậy, người ta quen rồi. Bây giờ những người dư phủ như tôi nè, mà bây giờ nếu mà không ở dưới này làm á, thì bây giờ đi làm thuê làm mướn thì cũng đâu có ai mướn. Nó khổ vậy đó. Đối với ông, cuộc sống như bánh xe quay tròn. Mọi thứ đã thành thói quen. Cái khắc nghiệt của thiên nhiên tại vùng quê vẫn còn hơn bão tố mà con người mang đến cho nhau, chốn đô thành. Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông đã lấn sang góc độ kinh tế. Những người theo phong trào dân chủ dùng các ký hiệu màu sắc để liệt kê các doanh nghiệp tùy theo lòng trung thành của họ. Màu vàng, màu mà truyền thống văn hóa của người Hoa thường tượng trưng cho hoàng tộc và lòng can đảm, và cũng là màu của phong trào dù vàng đòi dân chủ năm 2014, dùng để chỉ một doanh nghiệp ủng hộ dân chủ. Người biểu tình được khuyến khích tránh và trên thực tế còn phá hoại các doanh nghiệp được sơn màu xanh dương. Thông tin viên của đài VOA tới thăm một doanh nghiệp vàng và gửi về bài tường trình sau đây. Hồng Kông được biết đến với các thương xá lộng lẫy, một đặc điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng 4 tháng vừa qua đã gây thiệt hại cho văn hóa tiêu dùng vốn nổi tiếng của thành phố. Cục Du lịch Hồng Kông gần đây tuyên bố rằng tháng 8 vừa qua là giai đoạn ế ẩm nhất về du lịch trong hơn một thập kỷ. Biểu tình tiếp diễn suốt 20 cuối tuần liên tiếp đã buộc nhiều cửa hàng dọc các tuyến đường biểu tình phải đóng cửa sớm giữa sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, hơi cay và vòi rồng. Và những người biểu tình của phong trào không có lãnh đạo này đã nắm bắt một chiến thuật âm thầm hơn, phá hoại nhiều trung tâm mua sắm của thành phố và kêu gọi tẩy chay các doanh nghiệp ủng hộ điều mà họ cho là sự siết chặt kiểm soát của Bắc Kinh đối với thành phố này. Cho nên những người Hồng Kông có tư tưởng chính trị đang đấu tranh bằng ví tiền của mình. Người dùng mạng xã hội đã tạo ra một danh sách gồm hơn 100 cửa hàng ủng hộ người biểu tình, được gọi là các doanh nghiệp vàng, và các cửa hàng được cho là thân thiện với Bắc Kinh, mệnh danh là các doanh nghiệp xanh. Một vài doanh nghiệp thân thiện với Trung Quốc gần đây đã bị những người biểu tình phá hoại. Trên một trong những đại lộ biểu tình chính của thành phố, Ian Chan là chủ một quán bia thủ công nhỏ, được gọi là Angry Beer. Anh cho biết anh đã lọt vào danh sách vàng bằng cách thể hiện sự ủng hộ dành cho người biểu tình trên Facebook. Anh tức giận nhưng không phải vì thiệt hại mà các cuộc biểu tình gây ra cho quán, buộc anh phải đóng cửa sớm vào cuối tuần. Tôi vẫn ủng hộ họ. Tại sao vậy? Bởi vì vấn đề lớn là chính phủ và trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Các khách hàng như gia sư và nhạc sĩ Stephen Lai cho biết, việc túi tiền của họ đi kèm tư tưởng chính trị của họ rất quan trọng. Anh xuống đường biểu tình vào các cuối tuần, nhưng gần đây anh đến uống bia vào một buổi chiều trong tuần. Anh là một khách quen trong 4 tháng qua. Tôi nghĩ bên cạnh chất lượng, dù là bia hay thực phẩm hay gì khác, điều khách hàng thực sự quan tâm là ý tưởng đằng sau nó. Hay những gì mọi người ủng hộ. Cho nên biết rằng những người phục vụ ở đây
có cùng tư tưởng hoặc giá trị như mình thực sự rất quan trọng. Và anh cho biết anh thích có dịp thưởng thức các loại bia địa phương. Cửa hàng của Trang có các loại bia thủ công từ khắp nơi trên thế giới, với một ngoại lệ đáng chú ý. Không có bia Trung Quốc nào ở đây. Mới đầu anh nói đó là do vấn đề nhà cung cấp, nhưng giờ đây anh giữ ý như vậy. Anh Lai nhấn mạnh rằng cửa hàng cũng đã thu phục được lòng trung thành của anh vì các sản phẩm của nó. When you drink a Hong Kong beer, even the packing or the packaging or khi bạn uống bia Hồng Kông, ngay cả đơn giản là bao bì, tiếp thị hay thiết kế hình ảnh của bia Hồng Kông cũng hấp dẫn bạn. Ồ, cũng từ đó, đó là một kiểu chơi chữ từ tiếng Quảng Đông. Ồ, đó là một câu chuyện, một nhân vật tôi nhận ra, nên tôi luôn thấy vui khi thử. Anh nói đến cuối tuần, anh sẽ lại xuống đường, vận động cho năm đòi hỏi nổi tiếng làm nền tảng cho phong trào này, bao gồm quyền bầu cử phổ thông, ân xá cho người biểu tình, điều tra về hành vi bạo lực của cảnh sát và hơn thế nữa. Chính quyền thành phố không lay chuyển nên những người biểu tình nói họ sẽ không bỏ cuộc. Nhưng trong tuần làm việc, anh nói đồng tiền của anh đang biểu tình thay anh. Hầu hết mọi người nghĩ rằng chuột là loài sinh vật bẩn thỉu mang mầm bệnh nên tìm cách tránh xa bằng mọi giá. Nhưng chuột được chứng minh là rất thông minh với khứu giác nhạy bén. Trong 20 năm qua, một tổ chức phi lợi nhuận ở Tanzania đã tận dụng những thuộc tính đặc biệt đó bằng cách huấn luyện một giống chuột đặc biệt giúp cứu người. Thông tin viên của Đài VOA trò chuyện với một thành viên của nhóm nghiên cứu ở Charleston, South Carolina để tìm hiểu thêm chi tiết. Nhìn thấy một con chuột được buộc dây có vẻ hơi bất thường, nhưng chú chuột nhỏ này thực sự đang làm nhiệm vụ đánh hơi dò mìn và giúp cứu người. Những con chuột đánh hơi như thế này được huấn luyện tại Apopo, một tổ chức phi lợi nhuận ở Tanzania, dạy chuột sử dụng chiếc mũi thính của chúng để xác định vị trí của mìn bẫy. Ellie Cartwright thuộc nhóm nghiên cứu này. Khi những con chuột làm việc trên đồng và tìm thấy mìn, chúng cào đất và đó là cách chúng tôi nhận biết. Chúng tôi đánh dấu rồi tới tháo gỡ an toàn để loại bỏ. Những con chuột được sinh ra và lớn lên ở Apopo và được huấn luyện bằng phương pháp khen thưởng rất hiệu quả. Làm việc với chuột ở Apopo cực kỳ phù hợp với Cartwright. Cô từ nhỏ đã yêu thích những sinh vật đáng sợ này. Mọi người nên biết rằng những con chuột này không ngu ngốc. Chúng không phải là sinh vật khủng khiếp. Chúng thực sự thông minh và có thể được huấn luyện để làm những điều tuyệt vời. Một khi được huấn luyện, những con chuột sẽ được làm việc trong các bãi mìn ở Tanzania và các quốc gia khác trên thế giới, nơi ước tính có khoảng 110 triệu mìn bẫy còn dưới lòng đất và các tàn dư khác của chiến tranh có nguy cơ phát nổ. Trước nay, việc dò tìm mìn bẫy do con người và máy móc thực hiện, nhưng chuột hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí. Mặc dù chúng quá nhẹ không thể làm mìn phát nổ, nhưng chúng vẫn đang mạo hiểm mạng sống của mình. Cho nên những con chuột khổng lồ này có biệt danh là hiệp sĩ chuột. Cho đến nay, những hiệp sĩ siêng năng này đã phát hiện hơn 107.000 bom mìn chưa nổ, giải thoát cho gần 1 triệu người khỏi mối đe dọa chất nổ. Cartwright bắt đầu làm việc tại Apopo vào năm ngoái, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Charleston, South Carolina, nơi VOA có dịp trò chuyện với cô trong một chuyến thăm gần đây. Tôi đã theo học một lớp tâm lý học trong học kỳ đầu tiên ở đây và thực sự yêu thích nó, nên tôi thực sự rất phấn khích bởi tất cả các tiềm năng và những gì tôi có thể làm. Hiệu trưởng Andrew Su tự hào về nền giáo dục mà sinh viên của mình nhận được. Chúng tôi không chỉ dạy họ các ngành khoa học thực tiễn để thành công, mà chúng tôi còn cung cấp cho họ một nền giáo dục khoa học xã hội toàn diện để họ có khả năng tư duy, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp cần thiết. Hành trang đó giúp Cartwright giáo dục mọi người mỗi ngày về những hiệp sĩ chuột mà cô yêu mến. Tôi nghĩ rằng công việc mà Apopo đang làm rất quan trọng trong việc truyền bá chuột không chỉ là một loài vật gây hại. Chúng thực sự là những anh hùng, và chúng hàng ngày chứng minh rằng chúng xứng đáng với danh hiệu đó. Cuộc chiến đang diễn ra giữa quân đội Myanmar và phe đội quân độc lập Kachin đã dẫn tới những khó khăn kinh tế do tình trạng mất đất, mất nhà và gia đình ly tán.
nhiều phụ nữ Myanmar trẻ tìm việc ở nước láng giềng Trung Quốc, khiến họ dễ bị buôn bán và bị cưỡng hôn. Thông tin viên của Đài VOA nói chuyện với các nhà hoạt động địa phương và các nạn nhân trước đây ở miền Bắc Myanmar về tác động của nạn buôn người và có bài tường trình sau đây. Tại bang Kachin, miền Bắc Myanmar, hàng ngàn người trong các gia đình không có việc làm thường xuyên sang Trung Quốc với hy vọng kiếm được tiền. Trung Quốc có nhiều đàn ông hơn phụ nữ, chủ yếu do chính sách một con được áp dụng cho tới năm 2015. Điều này thúc đẩy nhu cầu cưới phụ nữ và các cô gái từ các nước láng giềng làm vợ và sinh con. Thường thì những người non nớt nhất bị lừa. Người phụ nữ này muốn giấu tên, nói rằng cô là được một người bạn hứa hẹn sẽ có việc làm, nhưng sau đó bị đánh thuốc mê và bị giam cầm ở Trung Quốc. Tôi đã rất khổ và sống trong điều kiện tồi tệ. Chúng đã xâm hại tôi, hành hạ tình dục. Tôi không muốn ngủ với chúng nhưng chúng cưỡng ép tôi. Tôi cầu xin chúng hãy thả tôi, nhưng hắn không nghe và hắn cưỡng hiếp tôi cho đến khi tôi mang thai. Trong khi một số vụ rõ ràng là tội phạm hình sự, cũng có những vụ mà bắt đầu có dạng hôn nhân sắp đặt với những lời hứa về những khoản hồi môn hào phóng. Hiệp hội Phụ nữ Kachin, một nhóm đấu tranh nhân quyền, cho rằng một số cha mẹ có ý tốt nhưng không biết về hậu quả của những cuộc hôn nhân sắp đặt sau này trở nên tồi tệ. Tôi nghĩ rằng nhiều cha mẹ muốn con gái của họ kết hôn với người đàn ông Trung Quốc vì họ nghĩ rằng con họ sẽ có cuộc sống tốt hơn ở Trung Quốc. Họ nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ lo cho công dân Trung Quốc rất tốt. Công việc hái ngô của bà Sangro ở Trung Quốc chấm dứt sau khi chính phủ thắt chặt an ninh biên giới. Trước cảnh đột ngột mất đi thu nhập, dường như sắp đặt cho cô con gái 16 tuổi kết hôn với một chú rể giàu có nghe có vẻ hợp lý. Con gái tôi vẫn còn trẻ và ban đầu tôi không muốn con kết hôn. Nhưng nhà Trung Quốc kia nói rằng họ sẽ chăm sóc cho con tôi. Họ hàng tôi cũng cho rằng con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nên tôi đã quyết định cho con gái tôi lấy chồng Trung Quốc. 2 năm sau, không được phép đi lại tự do hoặc liên lạc, cô con gái được phép về thăm nhà, nhưng cô đã ở lại hẳn. Bạn bè tôi cứ hỏi là kết hôn và sống ở Trung Quốc thì như thế nào, có vui không và tôi có hạnh phúc không? Tôi nói với họ là không vui, tôi rất buồn và thất vọng vì đã kết hôn. Vào lúc cuộc chiến mới giữa chính phủ và phiến quân Kachin khiến các cuộc hòa đàm và ổn định khu vực bị đình trệ, các nhà quan sát tiên liệu rằng tội phạm buôn người sẽ tiếp tục gia tăng. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa bạn làm báo a@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.